Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Hôm nay ngày Chủ nhật, mình sẽ tiếp tục bàn giao một thùng Cebu cho một bạn khách ở Mỹ Tho nữa nha. Thì thùng Cebu mình đang ráp nó như thế này đây. Thì bạn ấy đã có sẵn những cái phụ kiện cần thiết rồi, bạn ấy chỉ có mua thùng Cebu thôi nha. Thùng Cebu thì mình đang gáp Cebu Coi 3 thế hệ thứ 10 nha. Men Asus Dream H1510MF. Đi kèm tản nhiệt Zonbao CR1000 nha, nguồn Z-Power 600W. Kẹt là RTX 1650 4GB DRAM 6 nha. RAM đang trang bị RAM của XBG, backchip D41 16GB, LED LRB luôn. SSD 120GB của Samsung và HDD 500GB để có thể lưu trữ được game cũng như là dữ liệu nha. Đây là một cái cấu hình cơ bản mà các bạn có thể chơi mượt mà những cái thể loại game cơ bản hiện nay được nha. Thì thùng này mình đang setup và cài đặt Liên Minh Huyền Thoại với FIFA 4 để các bạn có thể về trải nghiệm nhai với cái bộ máy này. Bộ máy này thì bên mình sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bạn từ 2 năm tới 3 năm tùy linh kiện nha. Lắp ráp tận nơi, bên mình có hỗ trợ trả góp qua HD Sài Gòn luôn. Những bạn nào điều kiện kinh tế không đủ thì các bạn có thể lựa chọn hình thức là vay trả góp nha. Vay trả góp sẽ được áp dụng đối với cả PC và cả laptop luôn, đối với phụ kiện gear luôn nha. Thì những bạn nào chúng ta có tiền mặt thì có thể mua tiền mặt, còn không chúng ta có thể nghiên cứu vấn đề trả góp nha. Đây các bạn xem qua một lần nữa linh kiện bên trong của thùng. Thùng này là thùng VPTech. Mình gắn thêm 4 cái fan, 3 fan ở đằng trước, 1 cái fan ở đằng sau nha. Fan tản Cebu là CR1000. Có LED RAM luôn. Và với cái thùng này bạn có thể gắn thêm được khoảng 4 cái fan nữa, 2 fan trên và 2 fan dưới nha. Đây. Thì theo mình thấy ở cái mức cấu hình này chúng ta gắn 4 fan này là vừa đủ rồi. Thì những cái thùng này mình sẽ cài đặt sẵn những cái game nào mà các bạn muốn chơi, bên mình sẽ tải sẵn về để khi các bạn mang máy về chúng ta chơi ngay nha, không cần phải tải nha. Và đương nhiên khi những bạn nào mà chúng ta chơi game nặng hơn hoặc là các bạn yêu cầu cấu hình cao hơn á thì các bạn phải lựa chọn những cái phân khúc máy tầm cao nha. Thì các bạn sẽ chơi mượt mà những thể loại game nặng hơn. Ở cái mức của cái thùng này thì các bạn có thể chơi mượt như là Liên Minh Huyền Thoại, FIFA 4, Đột Kích, GTA, PUBG, bản mobile và một phần của bản PC chúng ta cũng chơi được nếu tỉnh setting phù hợp nha. Một số game offline khác. Cấu hình này là cấu hình chuẩn, còn nếu những bạn nào cần nâng cấp hơn thì chúng ta sẽ nâng cấp cấu hình lên nha. Có thể nâng cấp tùy chọn giữa RAM, ổ cứng, SSD, cạc màn hình và cả CPU. Thì thông tin chi tiết cái thùng này các bạn có thể tham khảo tại đường link bên dưới bài video này, hoặc có thể là nhanh chóng inbox cho bộ phận online của Mỹ Tho Laptop để được hỗ trợ các vấn đề liên quan về sản phẩm cũng như là giao hàng nha. Bên mình hỗ trợ giao hàng tận nơi cho các bạn luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.